Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã phản ánh hiện nay tình trạng bỏ giá đấu thầu đất ở mức cao nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ tiền đặt cọc thầu diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giá đất tăng cao và ngày càng có nhiều người tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những cơn sốt đất đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Từ cuối năm 2020 trở lại đây, thị trường bất động sản ở các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào trở nên sôi động với tỷ lệ giao dịch tăng cao. Đây vốn là những địa phương có công nghiệp phát triển gần thủ đô Hà Nội, nhu cầu về nhà ở cao nên thu hút ngày càng nhiều người đầu tư vào bất động sản. Giá đất tại các khu vực này tăng từ 20 đến 30% so với đầu năm 2020. Tại văn phòng nhà đất Văn Lâm, nếu như cả năm 2020 chỉ có 121 giao dịch, thì 3 tháng đầu năm 2021 đã ghi nhận 68 giao dịch. Còn tại thị xã Mỹ Hào, hiện nay các sàn giao dịch nhà đất mọc lên rất nhiều, với lượng người tham gia làm môi giới lên đến trên 500 người. Tại thị xã Mỹ Hào bây giờ là giá đất nó rất là cao rồi, so với năm ngoái thì nó thậm chí lên đến 10-20 giá rồi. Thì tâm dịch chuyển thì bây giờ các nhà đầu tư thường ngắm đến là các vị trí vùng ven, các cái nơi mà có quy hoạch và có khi là chưa cần ra sổ đỏ đã bán được rồi. Giao dịch bất động sản sôi động, tuy nhiên người mua để xây dựng nhà ở thì ít, người mua để lướt sóng kiếm lời thì nhiều. Tại các khu đấu giá đất giãn dân, vừa đấu giá xong, những biển bán đất, tư vấn mua bán đất đã mọc lên như nấm. Các giao dịch chủ yếu là mua bán qua lại giữa các nhà đầu cơ với nhau. Tuy nhiên, cũng chính vì không xác định được vị trí của mình đang ở đâu trong nhóm các nhà đầu tư, nên đã có nhiều nhà đầu tư không thể tiếp tục thực hiện giao dịch. Tài sản bị đóng băng do giá đất bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực. Rất nhiều nhà đầu tư là trúng cái giá đấu giá rất là cao. Và sau đấy họ kỳ vọng một cái mức lợi nhuận làm sao tương xứng với số tiền họ đã bỏ ra. Tuy nhiên là cái điều đó là bất khả thi. Bởi vì mỗi một thị trường thì nó chỉ có một cái giới hạn chịu đựng của nó thôi. Nó không thể là nó cứ tăng trưởng mãi được. Theo các chuyên gia kinh tế và bất động sản, việc giá đất tăng chóng mặt đã hút các nguồn lực vào vòng xoáy này, làm giảm đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành lĩnh vực khác. Tình trạng thổi giá đất còn cản trở việc kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Bởi lẽ, giá đất tăng cao kéo theo hàng loạt chi phí khác tăng theo, đặc biệt là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Để giảm thiểu tình trạng này, rất cần sự vào cuộc của các ngân hàng trong việc siết chặt cho vay để đầu tư bất động sản. Chúng tôi tuân thủ theo yêu cầu các cái chỉ thị của bên bộ sở đề ra về cái tỷ lệ cho vay cũng như là về các cái nguy cơ đối với những cái khu vực mà có thể xảy ra những cái biến động lớn trong một thời gian ngắn. Chúng tôi loại bỏ cái việc là đầu tư bất động sản mà chúng tôi chỉ cho vay cái người mà thực tế mua về để dùng. Thông thường giá của một mặt hàng tăng là do nhu cầu cao hơn so với nguồn cung. Tuy nhiên, hiện tượng giá đất tăng cao như hiện nay không xuất phát từ nhu cầu đất ở của người dân mà là do các nhà đầu tư thổi giá lên. Bởi nhìn vào thực tế thu nhập bình quân đầu người trong thời điểm dịch COVID-19 thì nhu cầu về đất ở, nhà ở chắc chắn giảm. Việc các nhà đầu tư đẩy giá đất lên quá cao để đạt được lợi nhuận mong muốn sẽ hình thành lên bong bóng đất. Chặn sốt đất ảo, đưa bất động sản trở về đúng giá trị thực là việc cần làm ngay của các ngành chức năng.